Ủa con cá lóc kiếm này có sao không? Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay các bạn biết sao không? Một bầu trời âm u đen tối. Hôm nay không thể nào mà chia sẻ cho các bạn với những cái vẻ đẹp của con cá trong một cái ánh sáng hào quang được. Hôm nay là một hôm mất điện cả ngày các bạn ạ. Bây giờ là 7 giờ sáng. Đó, mất điện từ 7 giờ sáng. Bây giờ là 7 giờ 10 rồi các bạn thấy chưa? Đó, mất điện từ 7 giờ sáng. Thì theo thông báo ấy, thì ngày hôm nay là mất điện cả ngày. Đấy, thì phải đến 5, 6 giờ tối thì nó có điện các bạn. Thì các bạn biết sao, trong đợt trước mình đã chia sẻ cho các bạn cái clip mà thử thách cái hồ này đã mất điện. Tức là cái hồ này mất điện là lúc đó là mình nuôi khoảng tầm tổng cộng là 40 con cá các bạn nhé. Đấy, thì cái hồ này mất điện đã một ngày. Đấy, đợt trước ấy, thì một ngày mất điện 40 con cá. Nó vẫn sống tồn tại trong cái hồ này. Đó, thì cái clip đó các bạn xem ở trên YouTube của mình ấy, mình đã đăng cái clip đấy rồi. Đó, thì ngày hôm nay tiếp tục lại là một tình cảnh y chang như vậy và mất điện là một ngày các bạn ạ. Và hôm nay thì ngoài cái hồ này thì nó gồm có cái hồ này nữa. Đấy, các bạn thấy không, con la hán nó ăn kiểu mất dậy không, nó rất hay ăn kiểu đùng 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 một nước, mỗi lần mà nó ăn đây là nước nó bắn tung tóe là ra cái nhà luôn, lau thấy luôn. Đấy, các bạn thấy không, thì hôm nay gồm có hai hồ. À, các bạn biết sao, trước cái đợt trước cái mất điện ấy, trước kia mà mình làm cái clip mà mất điện cái hồ này thì mình có cái một cái hồ cũ, là cái hồ mà chiều dài 1m1, chiều ngang 40, chiều cao là 60. Thì cái lúc đó thì cái hồ đó mình chỉ để 50% nước thôi. Đấy, thì cái hồ đấy vẫn chịu được. Thì lúc đó là cái hồ đó mình không nhớ. Mình không nhớ là lúc đó có con gì, nhưng chắc chắn là lúc đó là có con kim long ở đây trong này rồi. Lúc đó là đã không biết là mình đã có con huyết ở trong này chưa thì chưa biết. Nói chung là các bạn xem lại trên clip bây giờ mình cũng không nhớ nữa. Nói chung là cái hồ đó có chắc chắn là có con kim long trong này. Đấy, thì cái hồ đó cũng chịu được một ngày mất điện các bạn. Đấy, thì các bạn thấy không, mất điện thì đây, thì mình cho các bạn xem là cái ngày hôm nay ấy, thì trong cái hồ này của mình gồm có những thành phần gì. Đấy, mất điện thì nói chung nó ra sao. Trong này ấy, thì gồm có một em huyết, đây là một em huyết size 30. Em huyết size 30 thì chưa được lên màu các bạn, chưa lên màu được. Mà từ size nhí cho đến tầm size 30 ấy, mình chỉ phát điển chuyển body thôi, còn màu thì chưa các bạn. Đấy, thì trong này có một em nhí, em huyết size 30 nhá. Rồi kép tùm lum hết. La hán, hai em hải hồ albino và hai em hải hồ thường, một con cá mèo, rồi một đàn cá dĩa. Đó. Và năm con chuột Mỹ và năm con cá hổ. À, rồi gì nữa? Hai con cá lóc kiếng bự. Rồi gì nữa ta? Đấy, nói chung là xem nào, bây giờ mình các bạn đếm cho mình nhá, 5 con này. 5 con là 10 con. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nói chung là đâu đó tầm khoảng 30 con các bạn nhé. Trong cái hồ này tầm khoảng 30 con. Ngày trước ấy là 40 con, gồm có lúc đó là gồm có một đàn két, cá hồng két thường. Bọn cá hồng két thường thì nó ị khá là nhiều rồi các bạn. Nhưng mà mình giảm tải đi rồi, nuôi bọn đấy chán là giảm tải đi rồi. Thì nói chung là trong hồ này tầm khoảng 30 con trong cái đợt thí nghiệm mất điện này. Đấy, 30 con thì với một cái hồ này thì không xi nhê gì đâu các bạn, mất điện thoải mái luôn. Mình hoàn toàn không dùng hệ thống oxy tích điện các bạn, bởi vì mình luyện cho cá là chính. Bởi vì trong những các bạn biết sao, khi mất điện ấy, nó không có một cái giờ giấc nào cố định cả, nên là đôi lúc nó có sẽ báo cho mình biết và mình biết, và đôi lúc là họ báo cho mình nhưng mà mình quên đi, thì cái việc mà bị động nó rất là nguy hiểm cho cá. Nên là tốt nhất, biện pháp tốt nhất là các bạn nên luyện cho con cá của các bạn và cái hồ của các bạn làm sao mà mất điện một ngày nó vẫn chịu được. Chứ mà các bạn là phụ thuộc vào cái máy tích điện ấy, đôi lúc mà cái máy tích điện ấy nó bị hết điện đó, nó không tích điện và bạn quên lâu quá, kiểu ví dụ 3-4-5 tháng gì đó nó không mất điện mà các bạn không dùng nó, không dùng cái chế độ tích điện ấy, thì đôi lúc các bạn quên, các bạn không sạc ấy, hoặc là này kia, hoặc là các bạn trong cái quá trình sạc ấy thì nó vừa sạc thì nó à vừa trong cái quá trình các bạn sử dụng máy thổi oxy ấy thì vừa dùng nó vừa sạc. Nhưng mà đôi lúc giả sử như cái vấn đề mà
mà cái vấn đề mà bộ phận sạc ấy nó bị hư thì sao? Thì đến lúc mà mất điện ấy thì các bạn mới nhận ra được là nó bị hư, thì lúc đấy là con cá bạn không có cái đường nào mà phòng chữa cho nó được, chỉ có con đường hy sinh thôi. Đấy, rồi là đôi lúc mà mất điện mình đâu biết trước được, mình không có sự chuẩn bị thì rất là nguy hiểm. Tóm lại là mình không nên cho cái bể cá của các bạn gặp trong những cái tình huống gọi là bị động các bạn nhé. Nên tốt nhất là phương pháp an toàn nhất là luyện cho con cá của các bạn và cái hồ của các bạn là mất điện nó vẫn ok. Đấy, thì cái hồ này của mình gồm có hai em Kim Long và một em Ngân Long. Đấy. Đấy, thì các bạn nhìn ra mất điện. Đấy, các bạn nghe thấy tiếng máy nổ không? Máy nổ của cái tiệm bên cạnh này, có máy nổ. Đấy, thì nó đang nổ máy đấy. Còn nhà mình không có máy nổ thì bắt buộc là phải chịu trận thôi. Đây, các bạn nhìn thấy không? Ánh nắng mặt trời bên ngoài kìa. Đấy, mất điện đấy. Để mình bắt nét vào cái đằng sau cho các bạn nhìn xem cái độ trong của nước nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đằng xa chưa? Xa xa là những đồ vật cá thì ở bên trong. Thì thưa các bạn, mình chia sẻ như thế này thì mình sẽ gợi ý cho các bạn một số những cái đặc điểm và lý do tại sao mà con cá sẽ sống được trong cái tình trạng mất điện một ngày như này. Thì thưa các bạn, là trong một cái hồ mà lớn ấy, hồ lớn thì hồ này là 800 lít nước, còn hồ này ấy là 500 lít nước. Đó. Thì các bạn hiểu là một cái hồ lớn như thế này ấy, thì các bạn khi mà các bạn sục oxy đều đặn bình thường ấy, rồi máy thổi luồng ấy, hoặc là máy thổi đáy ấy, nó chạy ấy, thì trong cái quá trình đó các bạn phải cho sục oxy mạnh lên. Để cho làm gì? Để cho cái lượng oxy hòa tan trong hồ nước ấy, nó rất là nhiều. Thì khi mà cái hồ mà lớn, cái thể tích mà nó lớn thì cái lượng mà oxy hòa tan trong nước nó dự trữ rất là lớn. Thì cái lượng dự trữ như thế nó đủ để cung cấp cho con cá của các bạn nó sống được một ngày. Đấy. Thì cái hồ này 800 lít nước ấy, thì trong 800 lít nước này nó chứa rất là nhiều oxy hòa tan các bạn. Nên là mấy con cá này nó đảm bảo nó vẫn sống được một ngày các bạn. Còn đối với hồ kia 500 lít nước thì các bạn phải hiểu là 500 lít nước ấy mà chỉ có hai con cá không ấy, một con cá Kim Long và một con Ngân Long và bốn con cá Lào Kiếm. Đấy, thì lượng oxy trong 500 lít nước đấy cũng dư sức để cho hai cái con cá đó nó sống thoải mái. Đấy, còn nếu như mà cũng cái trường hợp như thế này nhá, cũng cái hồ 500 lít nước này mà các bạn thả khoảng 30 con cá vào trong đó, thì các bạn phải hiểu là cái lượng oxy nó là một cái lượng dự trữ cần đó. Nếu như mà nhiều cá thì nó sẽ dùng nhiều oxy, thì cái lượng oxy nó sẽ mất đi rất là nhanh. Đấy, thì tùy thuộc vào cái mà lượng cá của trong hồ của các bạn là nhiều hay ít. Đấy, thì rồi là bể cá của các bạn là rộng hay là nhỏ. Đấy, thì tùy thuộc vào cái mật độ cá và cái không gian bể để các bạn quyết định được là con cá của bạn sống như thế nào. Với một cái hàm lượng cá nhiều như của mình đây và hồ lớn như thế này thì cái vấn đề mà mất điện một ngày không thành vấn đề các bạn. Còn nếu như mà các bạn mà có những cái hồ mà nhỏ, rất nhỏ luôn mà mật độ cá của các bạn đông, thì chắc chắn các bạn phải dùng đến máy tích điện nha các bạn. Nếu như các bạn không dùng máy tích điện là cái lượng oxy, bởi vì cái hồ của các bạn nhỏ, cái thể tích nước ít thì cái lượng oxy hòa tan trong nước nó rất là ít, nó chỉ đủ cho một vài con cá thôi hoặc là cá nhỏ thôi thì ok. Còn toàn cá lớn ấy mà hồ vào một cái hồ nhỏ ấy, mật độ cá nó quá nhiều so với cái thể tích nước ấy, thì cái lượng oxy hòa tan ấy nó sẽ bị cá nó sử dụng rất là nhanh hết. À, nó nhanh hết như thế thì đảm bảo là con cá sẽ rất là nguy hiểm các bạn. Đấy, nên là các bạn phải có những cái biện pháp cho mình. Đấy, thì nói chung là cá khi mà mất điện một ngày không dùng oxy, không dùng lọc thì có chết hay không, thì đó là một cái câu hỏi rất là gọi là tổng quát, rất là chung chung, không có cụ thể. Khi mà câu hỏi như thế thì lên trên mạng, đăng lên trên mạng thì sẽ có nhiều người họ trả lời là không sao, nhưng cũng có nhiều người là trả lời là chết ngay, cá chết ngay và gặp nguy hiểm. Đấy, thì các bạn phải hiểu là mất điện một ngày nhưng mà áp dụng trong trường hợp cụ thể nào, chứ còn không thể nói chung chung được, bởi vì nói chung chung như thế nó không đúng, bất kể là cái gì nói chung chung cũng không đúng. Rồi cũng có nhiều anh em hỏi là ví dụ như là cá mà thay nước trực tiếp bằng nước máy 80% thì có chết hay không, thì lên trên mạng cũng có hai chiều hướng. Một là người ta có người thì nói là chết, có người thì nói là không. Cách nào cũng đúng, cách nào cũng sai, nhưng mà quan trọng là nói chung chung như thế thì cãi nhau suốt ngày. Và quan trọng là chúng ta phải
áp dụng nó vào trong cái trường hợp cụ thể nào. Ví dụ như là một con cá của các bạn đã được luyện rồi thì các bạn thay nước kiểu gì nó cũng không sao. Còn nếu như một con cá của các bạn mà không được luyện, một con cá ấy mà sức khỏe kém thì dù có thay nước 30% mà nước máy trực tiếp thì nó cũng chết. Đó, nên là khi mà các bạn nói lên một cái vấn đề hoặc bàn một cái vấn đề gì đó phải áp dụng trong trường hợp cụ thể nào chứ không thể nói chung chung được. Đó, thì cái trường hợp mất điện ngày hôm nay cũng vậy. Không thể nói chung chung được mà phải nói cụ thể. Và cái hồ nào, ví dụ như là hôm nay mình chia sẻ cho các bạn đây đấy, là mình nói dựa trên là cái hồ của mình. Đây, hồ này hồ thực tế là 800 lít nước. Đó, với lượng cá là như thế này. Và hồ này là 500 lít nước với lượng cá là như thế này. Thì mất điện một ngày không vấn đề gì. Đó, thì các bạn lấy đó làm tham khảo thôi. Chứ còn các bạn xem clip này xong các bạn bảo đấy, cách làm như vậy đấy mà mất điện một ngày không sao. Xong bắt đầu cái hồ của các bạn nhỏ xíu à, lượng cá của các bạn quá đông. Các bạn về áp dụng y chang như của mình, đảm bảo là các bạn đi chơi về cá của các bạn nổi trên mặt hết. Đó, nên là tất cả một cái vấn đề gì mà chúng ta bàn, chúng ta phải áp dụng, phải nói quanh vùng cái chủ đề, nói là ở trong cái phạm vi nào, trong cái trường hợp cụ thể nào, chứ không thể nói chung chung được nha các bạn. Nên là đa số là anh em hỏi chung chung và mọi người vào trả lời cũng chung chung, nên là cuối cùng cứ tranh luận đi tranh luận lại không có một hồi kết thúc nào hết. Đấy. Rồi là cũng có những cái ví dụ như là mình trường hợp mà là ví dụ như là có nhiều anh em hỏi là khi mà một con cá mua về thả vào trong hồ ấy thì có cần phải làm quen nhiệt độ hay là làm quen pH hay là làm quen clo hay không, cách thả cá như thế nào. Ví dụ như là bây giờ mình mua về cái bịch đấy mình đổ, mình bắt con cá mình thả trực tiếp vào trong hồ luôn có được không? Đấy, thì cũng một cái trường hợp đó, nhưng mà có người thì sẽ trả lời là không được, có người thì trả lời là được. Đó, hai trường phái đó cứ tranh cãi nhau đến không có một hồi kết thúc nào hết. Nhưng mà các bạn phải khoanh vùng vào, cụ thể vào thì các bạn sẽ trả lời được câu hỏi đó. Ví dụ như là cụ trường hợp cụ thể là một con cá khỏe mạnh đó mà được rèn luyện rồi. Đấy, thì con cá đó thả trực tiếp vào trong hồ không vấn đề gì, không bao giờ bị sốc nước. Đó. Còn nếu như một con cá yếu hoặc là một con cá mà chưa được tập luyện cái việc đó bao giờ thì thả vào hồ chắc chắn sẽ chết, sốc nước chết. Đó, thì các bạn phải áp, phải các bạn đưa ra những trường hợp cụ thể là một con cá như thế nào thì có dùng được cái phương án đó hay không. Chứ còn các bạn chỉ nói là một con cá mới mua về các bạn thả vào trong hồ, đấy, thì nó có bị sốc nước hay không. Hai trường phái giống như là trường phái là Duy Tâm và Duy Vật ấy, hai trường phái đó đánh nhau tranh cãi nhau chưa đến bao giờ hồi kết thúc và đến tại thời điểm ngày hôm nay cũng chưa kết thúc các bạn nhé. Ví dụ như các bạn mua một con cá ở tiệm về, đấy, các bạn chưa biết được nó như thế nào thì đôi lúc mà con cá đó nó yếu, đó, con cá đó nó chưa được thay nước bao giờ bằng cách thay nước trực tiếp thì các bạn thả vào hồ chắc chắn là chết. Đó, tùy vào cái dòng cá nữa, có dòng cá thì rất là khỏe, có dòng cá thì rất là yếu. Đó, thì các bạn là thả vào trực tiếp là nó chết ngay lập tức, sốc nước chết ngay. Còn ví dụ như là trong hồ cá của mình đây, đó, mình đã rèn luyện chúng nó thay trực tiếp nước rồi, mình đã rèn luyện chúng nó là thay nó không bị sốc nước rồi. Đó, thì bây giờ các bạn giả sử như các bạn mua của mình về đi, đó, hoặc là mình cho các bạn một con cá đây ví dụ vậy. Đó, thì khi mà các bạn mang con cá đấy về thả trong hồ của các bạn đảm bảo là sẽ không sốc nước. Đó, chắc chắn là một điều là sẽ không sốc nước. Nhưng mà các bạn phải hiểu, cũng phải hiểu rõ là chi tiết và cụ thể như thế này nhá. Cũng một cái đàn cá của mình đó, mình cũng rèn luyện nó như thế, nhưng mà cũng có ngày một, cũng một con cá nhá các bạn, cũng có ngày thì sức khỏe nó yếu, cũng có ngày sức khỏe nó khỏe, giống như con người của mình thôi. Có ngày thì khỏe như trâu, có ngày thì bệnh tật ốm yếu đó. Thì nếu như mà lúc mà nó ốm yếu như vậy ấy, mà sức khỏe nó kém ấy, mà các bạn thả vào ấy, thì nó vẫn sốc nước bình thường đó. Còn các bạn mà nhìn thấy con cá đã bơi tung tăng mà nó bơi thoải mái như dạng như thế kia, các bạn thả vào không vấn đề gì hết. Thời gian mất điện đã trải qua tầm khoảng 7 tiếng. Thì lúc mất điện là tầm khoảng 6 rưỡi, tầm 7 giờ. Thì lúc clip này mình quay lúc 7 giờ các bạn. Các bạn xem vào cái đoạn đầu clip ấy. Thì bây giờ là đang là 2 giờ chiều. 2 giờ chiều rồi các bạn. Thì ở đây là 2 giờ chiều này. Thì ở bên nhà hàng xóm này vẫn chạy máy phát. Thì bây giờ trải qua 7 tiếng đồng hồ. Thì xin mời các bạn hãy xem bọn cá của mình trong hồ nó như thế nào. Mất điện không chắc không nhìn thấy gì, nên là mình sẽ dùng cái đèn này mình dọi vào trong cái hồ này để xem là có kiểm tra xem có em nào hy sinh không nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái đèn này mình bật, mình cho ở cái mức đèn tối nhất. Đó,
Ok các bạn nhìn này, các bạn quay cho thằng nhóc nhà mình nó quay các bạn nhá. Nhóc đứng xa. Đây để bố quay cho. Đây các bạn thấy không? Đó, sau 7 tiếng đồng hồ thì các bạn này nhìn thấy không? Phân ở dưới đáy ấy cũng không nhiều lắm, nói chung là cũng có nhưng mà không nhiều lắm. Đây này, đấy. Bởi vì buổi sáng nay ấy, mình biết tin là mất điện nên là mình cũng không cho cá ăn nhiều, nên là nó cũng không có ít nhiều lắm. Nói chung là cũng có phân đấy các bạn, cũng rất là nhiều phân. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Cũng rất là nhiều phân nhưng mà nó không có nhiều lắm. Đây, phân cũng ngập ra đây các bạn ơi. Đó, thì khi mà mất điện ấy thì trải qua một ngày đi, cứ gọi là một ngày mất điện đi, thì không có lọc nó chảy ấy, thì phân nó sẽ đọng ở dưới đây. Thì các bạn biết sao, một ngày ấy mà phân đọng thì nó không thể nào ô nhiễm được đâu các bạn nhé. Nên là lọc chỉ yếu là tác dụng để gom cái chất thải vào trong cái túi lọc thôi. Đấy, còn nếu mà không có lọc ấy thì chất thải nó nằm ở đây một ngày ấy thì không thể là ô nhiễm được. Nếu như mình để như thế này khoảng 2-3 ngày ấy thì chắc chắn là sẽ ô nhiễm rồi các bạn. Đấy, nên là một ngày thì không suy nhê gì. Còn đối với số lượng cá thì các bạn thấy không? Đây, đây là những chú mèo cá vẫn bình thường sau khi 7 tiếng mà thiếu oxy, không có oxy chạy nhá, thì chúng nó vẫn sống bình thường đấy các bạn ạ. À, chói quá nhỉ, bây giờ chói quá. Cái này chói lắm. Đây, đây bầy cá của mình nó vẫn ok, vẫn bình thường này các bạn này. Đấy, số lượng kem vẫn đầy đủ, cá dĩa này. Đó, rồi đây là cá, cái này để ra đây, để đỡ chói. Cá chuột vẫn ok, và có con cá yếu nhất là con cá thần tiên, nó vẫn ok các bạn ạ. Đấy, và trong này có hai em hải hồ albino, thì hai em này là cũng là thuộc là dạng cá yếu mà chúng cũng đang cố gắng cầm cự ở trong một cái điều kiện này ấy, thì anh em nào khôn ấy thì cứ nằm im, với một cái điều kiện mà thiếu oxy các bạn, anh em nào khôn ấy thì cứ nằm im, tuyệt đối là không đùa giỡn và không chạy nhảy, không tăng động. Càng chạy nhảy càng tăng động thì cái lượng oxy càng nhiều, và lượng oxy càng nhiều ấy thì đấy các bạn thấy không, em la hán này là tăng động này, em la hán là dễ chết lắm. Với một cái mức độ mà mất oxy như này ấy, không oxy thì cứ em nào nằm im là em là chiến thắng. Giống như con cá huyết long của mình này các bạn thấy không? Em huyết long này mà nằm im mà bơi nhẹ nhẹ này thì ok này. Chứ còn em này mà đánh nhau thì rất là nguy hiểm. Đấy, huyết long các bạn. Huyết long trong môi trường không oxy không lọc. Nói chung là cái sĩ số thì vẫn ok đầy đủ. Vẫn vui vẻ ok. Thì khi mà mình gọi đèn như này ấy, thì chúng nó thấy ánh sáng thì chúng nó mới bơi lội nhiều thôi. Nhưng mà nếu mà bơi lội nhiều như thế thì khả năng là sẽ mất oxy cao. Nên là mình sẽ không dùng đèn mình soi đây, mình quay cho các bạn thôi. Chứ còn mình con trong khi mà hồ mất điện ấy, mà con các con cá mà nó nằm im một chỗ ấy, thì nó là một cái điều yếu tố rất tốt cho các bạn. Nằm im như vậy là nó tiết kiệm cái năng lượng, nó không bị mất oxy nhiều. Đó. Còn có ánh sáng mà chúng nó nghịch quậy như này là nguy cơ mất oxy rất là cao. Ok, đã trải qua 7 tiếng rồi thì lúc này là 2 giờ chiều thì có điện, thì tầm khoảng 5-6 giờ tối thì có điện, thì với một cái tình trạng như này thì ok, vẫn không sao cả. Còn cái hồ này, đây cái hồ bên cạnh này thì có hai em Ngân Long và em Kim Long, thì chúng nó vẫn thở đều các bạn, nhịp thở vẫn đều đều. Đấy, không, chưa, vẫn chưa tắc thở nha các bạn. Cá vẫn chưa tắc thở. Đó, ở trong này thì gồm có 4 em cá lau kiếng. 4 em cá lau kiếng là 4 em yếu nhất này, nhưng mà vẫn chưa tắc thở, vẫn ok các bạn. Đấy, bên này hai con, ở bên trong kia là hai con. Đấy, thì với 7 tiếng đồng hồ ấy thì lượng phân ở trong này là cũng không được nhiều lắm, chủ yếu là phân con Ngân Long bên kia nó ị thôi. Đó, thì cũng khá là ổn. Nói chung là về chất thải thì không sợ ô nhiễm đâu. Ok các bạn ơi, đã trải qua 10 tiếng mất điện. Đấy, thì bây giờ 5 giờ 10 rồi các bạn này. 5 giờ 10 thì mới có điện khoảng 10 phút thì mình mới đi mua đồ ăn về, mới mua đây này, mình mới đi mua bông lọc và túi lọc này. Đấy, rồi là đi mới đi mua cái đồ ăn đó này, cá mồi cũng như là sâu xiếc gì đây. Đây, mình mới đi mua về đây. Về đến nhà thì mới có điện khoảng 10 phút. Đấy, đồ ăn mình mới mua về và túi lọc mình mới mua về đây. Đó, mình mới mua về được khoảng 10 phút và có điện 10 phút thì về đến đây thì các bạn thấy không? Nó mới có điện 10 phút thì sau 10 tiếng mất điện thì bây giờ mình sẽ kiểm tra sĩ số là ra làm sao. Ôi ôi, phân quá trời phân luôn.
Bây giờ hiện tại là lúc mà mình tắt điện đấy, mình sợ cháy bơm nên là mình tắt cái bơm này đi rồi. Bây giờ mình sẽ mở lại cái bơm này cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó chưa, cái bơm này bị tắt nên là nó chưa có thổi đáy. Bây giờ mình mở lên. Ok, bơm mình đã mở rồi. Đây các bạn thấy không? Nó đang thổi này. Đó. Đấy thì các bạn nhìn phân này, quá trời lên, bây giờ nó sẽ đục ngầu lên luôn. Đấy thì bây giờ nó thổi nó sẽ gom phân về. Thì các bạn thấy sao? Bây giờ mình sẽ kiểm tra sĩ số xem nó như thế nào các bạn nhá. Đây từ sáng giờ bây giờ lọc nó mới chạy đây. Đấy các bạn thấy chưa? Từ sáng giờ bây giờ lọc mới chạy. Đấy thì các bạn nhìn này, sĩ số này, đàn két của mình vẫn đầy đủ. Kiểm tra con huyết á. Đây con huyết. Huyết vẫn ok. Đó, rồi là hải hồ, đàn hải hồ ok. Thần tiên ok. La hán ok và đàn hổ ok. Nói chung là toàn bộ là đàn cá của mình vẫn sĩ số vẫn đầy đủ. Đấy. Ok, còn cái hồ này thì sao? Hồ này thì đây các bạn ơi. Đấy. Sau 10 tiếng thì em nó đờ đẫn ra như thế này đây. Đấy, sau 10 tiếng thì các bạn nhìn này. Ở dưới rất là nhiều cặn bụi bẩn luôn. Đấy. Và sĩ số thì hai em Ngân Long và Abilo và cái con Kim Long vẫn ok. Đây còn con cá lóc kiếng vẫn ok. Vẫn đầy đủ. Ôi, con cá lóc kiếng này có sao không? À không, con này vẫn ok, vẫn bình thường. Không vấn đề gì. Rồi, sĩ số ở đây có 4 con mà. À đây, đây con nữa. Rồi. Ok, 4 con cá lóc kiếng vẫn ok đầy đủ. Và hai con rồng vẫn khỏe mạnh, vẫn thở các bạn, chưa tắt thở. Ok. Quá đẹp luôn. Đó, thì các bạn, thưa các bạn, đây là hai cái hồ. Hồ này của mình là 500 lít nước. Hồ này là 800 lít nước. Thì đây là cái giây phút mà đã mới có điện xong, trải qua 10 tiếng mất điện thì kết quả là đàn cá vẫn ok các bạn nhá. Đàn cá vẫn khỏe mạnh bình thường. Đây cho các bạn xem tổng quan này, hai hồ của mình đây. Đó. Thì ngày hôm nay chia sẻ với các bạn là cái đàn cá của mình sau khi một ngày mất điện thì nó như thế nào và cách như thế nào để mà các bạn ứng dụng được trong cái quá trình nuôi cá của mình. Nhiều bạn ấy thì góp ý là nên dùng máy tích điện, bởi vì ấy là mình thì mình muốn luyện cho con cá của mình nó chịu được một cái khắc nghiệt nhất, thì đến lúc mà xảy ra hiện tượng mất điện bất cứ một lúc nào mình không có nhà. Nếu như mà lúc mà mình có nhà như thế này ấy, thì ok rồi, mình thì là không sao. Nhưng mà nếu giả sử như trường hợp mình không có nhà thì sao, hoặc là đi đâu đó công tác một tuần, hoặc là dịp Tết mà về quê mà vô tình nó mất điện một ngày đấy thì như thế nào. Đấy, thì với trường hợp như của hồ của mình đây thì nếu mà trường hợp thực tế nó xảy ra mất điện một ngày thì bọn cá này vẫn không có sao và vẫn ok. Còn nếu như mà dùng trường hợp máy tích điện thì sao? Bởi vì thiết bị máy tích điện nó là cái gì? Thực ra nó là một cái ắc quy hay là một cục pin nó được lưu trữ ở trong cái máy. Mà các bạn phải hiểu là cái pin ấy và cái ắc quy ấy thì nó lại là giảm sút theo thời gian. Càng về sau thì cái mức độ pin nó càng bị chai đi và nó sẽ giảm cái thời gian xuống rất là nhiều, và thậm chí là nó sẽ bị hư cái phần mà pin, nó hư cái phần ắc quy, nên là cái mà phần mà lưu điện ấy nó sẽ bị không còn tác dụng nữa. Lúc mà cái thiết bị các bạn mới mua thì nó chạy ok, nhưng mà về lâu về dài một vài tháng hoặc là một năm gì đó nó có thể là hư hại mà các bạn không biết, bởi vì mất điện không phải lúc nào nó cũng xảy ra. Ví dụ cái máy của các bạn nó cứ xài qua tháng này qua tháng kia, thậm chí là nửa năm đấy nó mới mất điện một lần. Mà trong quá trình xài đấy thì các bạn đâu có dùng cái tích điện đâu mà các bạn biết nó hư hay là nó không hư, nên là các bạn không biết được là nó còn hoạt động hay không. Đến lúc giả sử như nửa năm sau vô tình mất điện một ngày và đúng cái ngày mà bạn mua nhà thì đàn cá của các bạn ngoẻo luôn các bạn nhé. Thì đấy, đấy là cái ý mình muốn truyền tải với các bạn, là với một hồ cá thì các bạn luyện cho con cá nó chịu đựng được thì mai mốt các bạn nuôi cá nó nhàn hơn. Nhưng mà các bạn chú ý, để mà làm được như của mình thì cái hồ của các bạn phải to và cái dung tích nước nó phải nhiều để nó trữ được cái lượng oxy hòa tan trong nước nhiều thì các bạn mới làm được. Còn nếu như mà các bạn hồ các bạn nhỏ, dung tích lượng nước ít và cá của các bạn nhiều thì các bạn bắt buộc phải dùng máy sục oxy nhé, máy sục oxy tích điện. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Chúc các bạn có những hồ cá thật tuyệt vời và những ngày mất điện thì các bạn cũng không cần phải lo, đã có phương hướng để giải quyết vấn đề mất điện rồi các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.